Xin kính chào quý vị và các bạn trong ngày 11 tháng 3. Thời tiết ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn ổn định. Về đêm và sáng thì trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ 26 đến 29 độ. Sau đó từ khoảng trưa chiều ngày 12, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm kèm mưa rào và rông rải rác. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày 13 là 24 độ. Tại phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 11 tháng 3, phổ biến là trời nắng nhiều, thời tiết ấm áp với nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 30 độ. Sang hai ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ giảm chậm mỗi ngày một độ và có mưa rào. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 11 tháng 3 phổ biến là không mưa, ngày trời nắng và nền nhiệt độ ít có sự biến động, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Từ khoảng chiều tối ngày 12, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên khu vực sẽ có mưa, mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần mỗi ngày 2 độ trong hai ngày tiếp theo, sau đó trời chuyển xe lạnh ở phía Bắc. Đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ít chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết ổn định. Ngày 11 tháng 3 phổ biến là không mưa, sau đó thì có mưa vài nơi, ban ngày thì có nắng, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ổn định từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới thời tiết ổn định, phổ biến không mưa, ban ngày thì có nắng với thời gian kéo dài, từ sáng đến chiều muộn về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ. Ban ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ trong thời gian tới chủ yếu không mưa, ngày có nắng kéo dài với cường độ khá mạnh. Trưa chiều phổ biến ở mức là từ 31 đến 34 độ. Ở miền Đông thì có nơi sấp xỉ trên 35 độ, trời khá nắng và nóng vào thời điểm trưa chiều.